Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Từ một ý nghĩa nào đó, đây giống như là long lực tôi thả phiên bản cao hơn. Tịch diệt thần lôi không thể nào đã đủ hung hãn rồi, bây giờ lại có một quang ám thần lôi tôi thả. Đợi đến khi triệt để hoàn thành quang ám thần lôi tôi thả mới có thể suy xét đến dùng năng lực thiên địa kiếp tiếp tục tôi thả. Hoàn thành ba loại tôi thả này, rồi lại đi ứng phó với lôi kiếp cần đối mặt lúc độ kiếp thì sẽ dễ hơn nhiều. Trong quá trình tu luyện như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng. Lúc tu luyện bị Đường Vũ Lân làm ngắt đoạn, Nam Hiên Vũ mới nói kinh, mới kinh ngạc phát hiện đã có thể nhìn thấy đường hạm đội thứ 7 từ phía xa rồi. Lúc này Ngân Giáp Đại Bàng chiến hạm đang ở trong trạng thái tàng hình. Đây là kỹ thuật tàng hình mới nhất, cho dù là hệ thống radar trinh sát mạnh của mẫu hạm hạm đội liên bang thì cũng không phát hiện ra được. Người đau nhức quá. Bây giờ con tính như là đã cơ bản ổn định rồi. Lúc chúng ta không ở bên cạnh con, lúc con ngưng tụ quang ám thần lôi dùng 1/3 năng lượng mỗi loại nguyên tố tiến hành thử nghiệm, như vậy lúc tôi thả sẽ dễ dàng hơn một chút. Đúng thế, sao trước đó con không nghĩ đến giảm bớt số lượng của mỗi loại nguyên tố, không phải là dễ hơn nhiều sao? Mẹ, mẹ cố ý phải không? Mẹ con làm như thế cũng là vì muốn tốt cho con. Có thể cảm nhận được lượng nguyên tố càng nhiều thì tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, hiệu quả cũng càng tốt. Tương lai bản thân của con cần dần dần thích ứng rồi tăng năng lượng. Bây giờ chúng ta ở bên cạnh con, chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng để cho con tu luyện dưới trạng thái cực hạn. Nhưng mà nếu như chỉ có một mình con nhất định là phải cực kỳ cẩn thận. Con đến Thiên Long Tinh, chúng ta không thể nào ở cạnh con. Vâng, con hiểu ạ. Nếu như thật sự gặp nguy hiểm, con liền truyền thần lực vào trong vòng tay mà ta tặng cho con. Ý niệm chứa đựng ở trong đó nhất định là sẽ bảo vệ con. Đồng thời, ta cũng sẽ biết được ngay lập tức và cùng với mẹ của con qua đó giúp con. Có điều nếu như đáp xuống Thiên Long Tinh nhất định là sẽ bị phát hiện, vì thế con phải cẩn thận mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta cũng tìm cơ hội đến Long Giới thăm dò một phen, nơi đó chắc chắn là ta đã đi qua rồi. Chắc chắn là ta có được hạch tâm Long Thần ở trong đó. Ta và Vũ Lân đều có thể tính như là một phần của Long Thần. Ở đó chúng ta ngược lại có khả năng che giấu bản thân. Con biết rồi, con nhất định là sẽ đặc biệt cẩn thận. Không chỉ là vì bản thân con, cũng là vì tất cả mọi người. Đường, chỉnh đốn lại đi, các con chuẩn bị xuất phát đi. Chiến hạm Ba Ma Thiên Rừng lặng lẽ thoát ra ngoài từ không gian dự trữ của Ngân Giáp Đại Bàng chiến hạm, bay về hướng của đội thứ 7. Trong quá trình đang bay, dần dần giải trừ trạng thái u linh. Đợi đến khi họ rời khỏi, Đường Vũ Lân mới dung nhập tinh thần lực của mình vào trong cả Ngân Giáp Đại Bàng chiến hạm, điều khiển chiến hạm vòng qua phòng ngự của hạm đội thứ 7, bay về hướng của Thiên Long Tinh. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, còn không đến nữa thì Tư Lệnh sẽ bảo quân đội đi giúp cậu đó. Tư Lệnh gấp thế sao? Chúng ta cũng không chậm trễ ở mẫu tinh mà. Không gấp, không được. Mỗi lần cậu về từ Thiên Long Tinh, thứ mang về đều là quá quan trọng. Cậu đã là phó tổng chỉ huy của Long Tam chiến hạm chúng ta, địa vị chỉ đứng sau tôi. Quân hàm của các bạn cậu đều sẽ tăng lên một cấp. Tôi tính nhiều nhất là một năm, quân hàm trung tướng của cậu cũng không chạy được đâu. Dễ dàng tăng cấp quân hàm thế sao? Tôi lại nghe nói, sau khi đạt đến cấp bậc tướng quân, tăng quân hàm rất khó. Bản thân của cậu làm chuyện gì mà lại không biết sao? Bây giờ quan trọng nhất không phải là tài nguyên và tài liệu mà cậu mang về, mà là con người của cậu. Sau khi về đi gặp Tư Lệnh với tôi, ông ấy có chuyện muốn nói với cậu. Được, về tôi sẽ đi tìm anh. Lâm Hiên Vũ chào mừng về đội. Sao anh lại ở trên mẫu hạm, anh không cần về hay sao? Đương nhiên là muốn cậu theo tôi đi gặp Tư Lệnh. Để bạn cậu nghỉ ngơi trước đi, chuyện gì thế, gấp thế sao? Bây giờ mức độ bảo mật quá cao, càng ít người biết thì càng tốt. Mặc dù còn có chức vị phó tổng chỉ huy của Long Tam chiến hạm, nhưng mà sau đó chỉ báo cáo với một mình Tư Lệnh là được rồi. Tất cả tài liệu và tin tức có liên quan đến cậu trước đó đã bắt đầu phong tỏa toàn diện rồi. Tôi sẽ là người liên hệ với cậu, mà Tư Lệnh là người cậu cần báo cáo. Bây giờ tôi càng lúc càng có cảm giác là làm gián điệp rồi. Đây cũng là nghĩ đến cho an toàn của cậu, nói không chừng ở nơi nào đó lại có gián điệp của Long Mã tinh hệ. Mặc dù cậu giả làm nữ ở Thiên Long Tinh, nhưng mà tướng mạo của cậu quá là nổi bật, khó tránh đường sẽ không bị người khác nhận ra. Không chỉ có cậu, cấp bậc bảo mật của Bạch Tú Tú cũng giống cậu. Sau khi cậu về, phải nói rõ với cô ấy. Bộ Tư Lệnh, chúng ta đến rồi.
Bộ tư lệnh lớn thế này sao? Cảm giác cũng không có ai. Tư lệnh chúng tôi đến rồi. Về là tốt rồi, ngồi đi. Nơi này đều là người mình. Tôi nói chuyện chính trước. Đầu tiên, tôi đại diện cho bên liên bang, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và tôn kính với cống hiến của cậu. Cảm ơn sự công nhận của liên bang. Liên bang đã liên hệ với đường môn, sẽ cung cấp đủ kim loại thần cấp. Mời đường môn đặc biệt tạo ra cơ giáp thần cấp cho cậu và đồng đội của cậu, tổng cộng là 33 chiếc. Kim loại thần cấp, liên bang lại hào phóng như thế ư? Cung cấp đủ kim loại thần cấp để tạo ra 33 cơ giáp. Đây lại là con số trên trời đấy. Chế tạo cơ giáp thần cấp cho các cậu là vì các cậu đã lập được công lao chắc việt, cũng là để khiến cho thực lực của các cậu mạnh hơn, đảm bảo an toàn cho các cậu. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn không có điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện chính là nếu như tương lai các cậu rời khỏi hệ thống quân đội, vậy thì sẽ trả lại cơ giáp cho quân đội. Đương nhiên, đường môn có quyền biến cơ giáp về lại thành kim loại, đảm bảo khoa học kỹ thuật không bị rò rỉ. Mà trách liên bang lại hào phóng như thế, thì ra là để trói buộc chúng ta ở lại quân đội. Đồ tốt này chúng ta được dùng, rời khỏi quân đội thì không còn nữa. Tôi chấp nhận điều kiện này.